Quay được chú chưa? Đây bắt đầu vào đến đèn trình nhé mọi người nhá, chuẩn bị lên đèn trình rồi. Đèn trình xong bắt đầu vào chú Hương nhé mọi người nhá. Đấy như thế thì xoay tim đầu à? Xoay mặt là chính. Đông người xoay là sao được chết gì vậy? Mai sẽ chỉ sắp thế thôi, đứng ra đây tí ấy mà. Bác phải nhìn thấy cô nào đẹp bác mới quay. Bác không cũng vậy đâu. Cứ hỏi bác không hỏi chưa. Bác nói câu là gái đẹp bác mới quay, nhưng mà sợ cô bác. Sợ về bác gái mà bác cứ hỏi là bác không. Bác chưa quay bác mới nói bậy thế được. Lý do là quay người đẹp thì mới có nhiều người xem, chứ không phải là bác thích mà là bác quay để cho nhiều người khác người xem. Đấy là thích. Đấy là. Đây, cái này nó điều khiển này. Cái mũi này là mũi điều khiển. Điều khiển bằng người đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nặng nhẹ Thank you.
Đi đây thì muốn đang đây là nhà ga. Thank you.
Chúng ta không thấy trên cao được đúng không? Không thấy đâu, không kịp. Đẹp đấy. Ông chơi hai súng rồi. Hai súng. Hãy subscribe
Treo rồi đâu đấy lên đấy tham quan cái nhỉ. Đây cáp treo lên chùa Hương đây mọi người này. Phải xếp hàng quá đông nhá. Còn mình hôm nay đi hai thuyền rồi vẫn cần đông, vẫn cần đặt thuyền. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn xem thấy video hay và ý nghĩa, thì cho mình một nút đăng ký kênh, một nút chia sẻ, để mình có động lực ra nhiều video hay hơn. Cảm ơn các bạn nhiều.